Xin chào các bạn, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm một cái đồ set, là một cái website thời trang và dạng responsive, tức là nó xuất hiện được ở trên nhiều cái loại màn hình có kích thước khác nhau. Ví dụ như tôi ví dụ đây một cái web mà nó xuất hiện ở trên nhiều cái màn hình khác nhau. Khi mà ở trên những màn hình có kích thước khác nhau thì nó sẽ dàn layout theo những cái khác nhau. Rồi, chẳng hạn như cái đồ set này, chẳng hạn đó, nó dàn ở layout trên được smartphone này, rồi nó dàn được ở máy tính bảng, vân vân. Đó, đây là những cái mẫu người ta làm rất là đẹp như vậy. Và hôm nay thì tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn làm cái mẫu web là TP Shop giống như cái trang này. Đó. Thì trang này thì đây thì tôi có cái phần menu này, menu thì có cái phần menu drop down như vậy. Đó, trông nó rất là đẹp. Rồi có cái phần menu sidebar này. Hover rồi thì nó sổ ra cái menu. Rồi có cái phần slider giống như vậy. Đó. Rồi có cái phần slider danh sách các sản phẩm hot, sản phẩm bán chạy, tôi sẽ show các sản phẩm bán chạy đây. Rồi ở dưới này thì tôi có mặc định thì tôi sẽ để hiển thị ra các danh sách sản phẩm mới ở cái trang home. Rồi nếu mà người ta muốn coi tất cả các sản phẩm thì người ta click vào cái menu này. Đó. Rồi ở bên dưới này thì có cái slider danh sách các thương hiệu ở đây. Rồi bên dưới này thì có cái phần footer vân vân. Rồi tiếp theo thì ở bên trang chi tiết sản phẩm. Trang chi tiết sản phẩm thì ở đây thì chúng ta có thể zoom hình như vậy. Đó, chúng ta có thể chọn cái hình xác để xem rồi zoom hình. Đó. Rồi chúng ta có thể chọn cái size của sản phẩm để chúng ta mua vân vân. Rồi bên dưới này là các thông tin chi tiết, rồi ở mục review thì có thể xem được các comment này, có khách hàng người ta bình luận, hoặc là người ta có thể add cái comment mới này, rồi người ta có thể viết comment ở đây vân vân. Rồi người ta có thể cho cái vote, cái điểm của nó chẳng hạn. Đó, thì hôm nay tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn làm cái website này. Thì đầu tiên thì tôi sẽ đi tạo một cái đồ z mới. Tôi sẽ tạo ra một cái rosette là tôi đặt tên là rosette fashion shop. Rồi tôi sẽ tạo ra cái rosette luôn ở desktop như vậy. Rồi tiếp theo thì tôi sẽ vô đây và tôi tạo ra một cái folder là folder ZS. Rồi tiếp theo thì tôi tạo ra cái folder là ZS. Rồi tiếp theo thì tôi tạo ra cái folder để chứa hình hình thì tôi đặt tên cho nó là cái folder image. Đó, tôi sẽ tạo ra ba cái folder này. Rồi tiếp theo thì tôi sẽ đi download một số cái file thư viện cần thiết về. Thì đầu tiên thì tôi sẽ đi vô cái trang Get Bootstrap và tôi download cái đặt Bootstrap về. Đó, thì ở đây thì tôi sẽ chọn cái version là 3.3.7 để mà tôi download. Đây, tôi sẽ click vô download Bootstrap. Rồi. Tôi sẽ chọn vô cái này để download. Rồi tôi chọn vô save file và tôi click vô OK. Rồi nó đã download xong và tôi sẽ đi vô cái folder download. Đó thì ở đây thì tôi sẽ extract nó ở đây. Và trong này thì tôi sẽ đi vô cái folder CSS và tôi sẽ cần sử dụng cái file là bootstrap.css này. Tôi sẽ cần sử dụng cái file này. Ngoài ra thì ở dưới này thì nó có cái file bootstrap.bin.css thì cái file này tức là cái file nén của cái file ở trên này thì các bạn cũng có thể xài cái file này cũng được. Đây thì tôi sẽ đi copy cái file này thì tôi sẽ cần sử dụng cái file này nên là tôi sẽ copy cái file này cũng được rồi. Và tôi sẽ bỏ vô cái folder CSS ở cái đồ z của tôi. Và tôi paste vào đây. Rồi tiếp theo thì tôi sẽ đi vô cái folder là tôi sẽ đi vô cái folder JS và tôi sẽ copy cái file JS này về và tôi xài cái file này. File này. Tôi sẽ copy vô cái folder JS trong đồ z của tôi. Rồi tiếp theo thì tôi sẽ copy cái folder phông. Tôi sẽ copy nguyên cái folder phông này về và tôi sử dụng cái file folder này. Tôi sẽ paste nó đây luôn. Rồi. Rồi tiếp theo thì tôi sẽ đi download cái thằng phông Equation. Rồi tôi sẽ đi cho cái trang phông Equation này. Rồi tôi sẽ đi xuống chỗ này, tôi sẽ đi click cho cái button download này và tôi sẽ chọn cái phiên bản download free. Còn cái phiên bản download pro cho web này thì là nó có tính phí, tính tiền thì chúng ta sẽ tạm sử dụng cái phiên bản free này thôi. Rồi tôi click cho save thì tôi chọn vô OK. Rồi như vậy là nó đã download xong và tôi sẽ đi mở vô cái folder chứa. Rồi tôi sẽ extract nó ra ở đây. Rồi nó đã extract cho tôi như thế này. Và ở trong folder CSS này thì tôi sẽ cần sử dụng cái file
on.cs này. Đó, tôi sẽ cần sử dụng cái file này. Tôi sẽ copy cái file on.cs này. Tôi sẽ bỏ cho cái folder CSS trong project của tôi. Rồi tiếp theo thì tôi sẽ đi ra ngoài và tôi sẽ copy cái folder là web phong này. Tôi sẽ paste nó đây rồi. Tiếp theo thì tôi sẽ đi download cái thằng jQuery. Đây tôi sẽ có là jQuery. Tôi sẽ đi download thằng jQuery 3.4.1 này. Thì ở đây tôi sẽ chọn cái phiên bản download compressed development jQuery 3.4.1. Các bạn cũng thể download cái đường link ở trên này. Cái đường link ở trên này tức là cái file nén của cái thằng dưới này. Còn cái này uncompressed tức là chưa nén. Tôi sẽ đi copy hết cái nội dung của cái file này. Rồi tôi sẽ đi vào cái folder JS ở trong project của tôi và tôi tạo ra một cái file mới là jQuery gạch ngang 3.4.1.js như vậy. Tôi chọn gen. Rồi tôi chọn edit bằng notepad cũng cộng. Rồi tôi sẽ quay lại và tôi copy hết cái nội dung ở đây. Tôi sẽ copy hết cái file này và tôi paste cho cái file này. Rồi tôi đi cho save. Tiếp theo thì tôi sẽ đi ra ngoài và tôi tạo ra một cái file mới là file index.html đây. Tôi sẽ click cho set. Rồi tôi sẽ chọn cái file này và tôi chọn edit bằng nốt tpad của cộng. Rồi tôi sẽ quay lại trang bootstrap thì tôi sẽ cho mục getting started. Rồi tôi sẽ cho cái mục là basic template. Thì ở đây thì nó có một cái đoạn là HTML mẫu này thì tôi sẽ copy cái đoạn này. Rồi tôi paste ở đây. Rồi ba cái đoạn comment này tôi sẽ xóa đi. Chỗ này tôi cần tôi xóa đi luôn. Rồi tiếp theo thì cái chỗ title thì tôi sẽ sửa thành là PT Shop. Rồi cái chỗ link thì tôi sẽ cho tới cái file là bootstrap.cs. Rồi cái script này thì tôi cũng chọn tới cái bootstrap.js thôi. Rồi tiếp theo thì tôi sẽ load tới cái thằng jQuery 3.4.1. Đây, tôi sẽ copy cái tên file jQuery 3.4.1 này. Tôi sẽ thay thế cho cái chỗ này. Thì các bạn nhớ là cái file jQuery thì chúng ta phải các bạn nhớ là file jQuery 3.4.1.js này thì chúng ta phải để ở trên cái file bootstrap.js thì nó mới hiểu được. Rồi tôi mới cho save. Theo thì tôi sẽ run cái file này nè. Tôi sẽ chọn Open Quick Firefox. Đó thì cái trang của tôi bây giờ nó nội dung nó có chữ Hello World như vậy. Thì ở đây thì tôi có thẻ H1 và chữ Hello World như vậy. Tiếp theo thì tôi sẽ đi mở Cal App. Rồi tôi sẽ đi loát cái project của tôi cho. Tôi chọn là Add Project. Rồi tôi sẽ đi vô cái mục này, tôi chọn vô cái project là Fashion Shop và tôi click vô OK. À cái project Fashion Shop này tôi phải tạo thêm một cái folder nữa là folder SCS. Trong folder SCS này tôi tạo ra một cái file main.scs. Rồi tôi chọn Jet. Rồi thì tôi vào cái file này đây. Rồi tiếp theo thì tôi sẽ đi input cho cái folder SCS của tôi. Đó thì tôi sẽ chọn với cái folder SCS. Tôi sẽ đi cho OK. Ở chỗ output folder thì tôi chọn tới cái folder là CSS. Đây, tôi chọn tới cái folder CSS. Tôi click cho OK. Chỗ event phần mặt, chỗ environment thì tôi chọn là event phần mặt. Rồi tôi chọn là extended. Tôi click cho run project. Đó thì nó là run success như vậy. Đó, nó đang set như vậy và tôi sẽ đi vô cái folder là CSS thì tôi sẽ thấy có hai cái file main.cs và main.map thì do là cái chương trình Cal App nó sẽ biên dịch cái file main.scs ra thành cái file main.cs như vậy. Bây giờ thì nó chỉ có như vậy thôi bởi vì tôi chưa có cái thông tin gì hết. Ví dụ như ở bên này tôi viết ví dụ như tôi có thêm cái folder như là bật ngố chẳng hạn.
tôi cho xây nó cũng biến dịch success cho tôi như vậy, và tôi sẽ đi defect lại cái file này đó, thì nó có thêm cái dòng biến dịch như vậy. Như vậy là hôm nay tôi đã hướng dẫn các bạn đã setup xong cái project để chúng ta làm cái dự án là cái xây dựng làm cái website thời trang. Thì tôi xin tạm dừng cái video hướng dẫn của tôi tại đây. Thì ở buổi tiếp theo thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn sẽ làm ra cái phần menu Napa như vậy. Đó, thì bữa sau tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm cái phần menu này. Tôi xin tạm dừng video hướng dẫn của tôi tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.